đến với những trích đoạn rất là hay và được ban tổ chức chúng tôi soạn lọc rất là kỹ ạ. Và ngay sau đây, Kim Trí xin mời quý vị cùng đến với một trích đoạn hay vô cùng và rất là có ý nghĩa ạ. Đó chính là có một cái câu chuyện kể rằng như thế này ạ, là có một con khỉ nó đi vào rừng thì không ai con khỉ này bị sập bẫy của người thợ săn ạ. Và chuẩn bị là coi như là không còn sống được nữa rồi, bởi vì đã sập bẫy của thợ săn rồi. Nhưng mà cũng may ạ, có một cô gái rất là xinh đẹp đi vào rừng hái nấm và thấy chú khỉ đang bị như vậy thương lắm, cho nên cô gái này mới mở cái bẫy đó ra và đem con khỉ này về nhà. Sau đó là băng bó lại vết thương và chú khỉ này đã được khỏe mạnh. Nhưng một chuyện không may xảy ra với cô gái rằng đó chính là cô gái có một người dì ghẻ vô cùng ác độc lắm mọi người ơi, và đã hãm hại cô gái này chết đi. Và trước khi mà cô gái chết đi này thì chú khỉ biết được thông tin ạ, thì chú khỉ buồn lắm không biết cách nào, cho nên chú khỉ có hỏi cha mình là: cha ơi, ân nhân cứu mạng con á, bây giờ cũng đã bị dì ghẻ hại chết rồi, bây giờ có cách nào để cứu cô gái xinh đẹp này sống lại không cha? Thì người cha mới phát rằng: con hãy lên gặp Quan Thế Âm Bồ Tát xin hoa mẫu đơn về sẽ cứu được cô gái này. Nghe được như vậy, chú khỉ rất là mừng rỡ ạ, tức tốc lên đường gặp Quan Âm Bồ Tát để xin được mẫu đơn về cứu cô gái. Nhưng không biết rằng trên đường đi và khi gặp Quan Thế Âm Bồ Tát, chú khỉ này có xin được hoa mẫu đơn để cứu ân nhân của mình hay không. Ngay sau đây, xin mời tất cả quý vị hướng mắt về sân khấu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một sáng tác của nghệ sĩ Bạch Long, trích đoạn được mang tên Hầu Nhi Cứu Chủ. Xin quý vị cho một tràng tay để chào đón sự hiện diện của bé Kim Thư và nghệ sĩ Ngọc Trinh. Thank you.
Thank you.
hãy đưa chúng ta xuống núi. Cho mọi người.